Xin trân trọng chào toàn thể quý vị. Hôm nay có chuyện gì đến với gia đình Liễu nè quý vị. Mấy anh em lại tiếp tục đến nhà Liễu. Chào cô. Liễu ơi. Rồi rồi, chắc có chuyện nữa rồi nè. Gì vậy cô? Làm gì lấy bao cô? Để thằng Tính nó hứa cho ông một bài sứ giả. Thấy không biết có chuyện nữa. Lén lén chứ này thử rồi sao mà cũng vậy nữa hả? Bây giờ lấy cái bao này là đi chợ đựng chuối đó ha. Ở chú xem dưới vườn chín quá trời luôn kìa. Ủa, chứ không phải cho lúa mình kha hả? Thế bằng lúa rồi hả con? Được mấy triệu chú bạn, bằng nếp được mấy triệu. Hả? Bằng nếp được mấy triệu hả? Thôi. Bằng nếp mấy triệu mà tủ lạnh luôn. Hèn chi nãy giờ thấy tủ lạnh mà tưởng đâu có sẵn. Em coi Liễu. Quá trời ơi. Bằng nếp mấy triệu mua mấy tủ lạnh luôn. Mua góp là mua tiền mặt. Tiền mặt luôn á. Trời quá dữ luôn. Nhà Liễu quá ngon. Nhiêu tiền Liễu? Mấy triệu. Mấy triệu. Đứng mua. Trời ơi, cái tủ lạnh hay mấy triệu? Mấy triệu à? 50 mấy triệu hả? 50 mấy triệu á. Cái tủ lạnh 50 mấy triệu. Nhiêu quá chú ơi, con... Nhiêu chú ơi, không tới. Không tới hả? Vậy là nhiêu, cuối cùng là nhiêu, tính kỹ lên coi. 2 triệu à? 2 triệu á, chắc mẹ tuột xuống 2 triệu luôn rồi. 5 mấy tuột xuống 2. Không, đâu 2 triệu, mắc hơn chứ. Ra bớt nữa. Đúng rồi hả? Vậy là cuối cùng là mấy triệu? 2 triệu à? Rồi, cuối cùng là 2 triệu. Tủ lạnh này chắc tủ lạnh... Ai qua? Tủ lạnh này chắc 4 triệu mấy. Hôm qua là xăng vô cũ đó. Ừ, tủ lạnh khoảng 4 triệu mấy. Ủa? Cô ơi, làm gì nữa? Chú gì ạ? Chú Ba nè. Trời ơi, mới xuống tới là cho liền gì? Thấy cái xe mình là đi vô nhà là kiếm cái bao liền luôn. Tại vì cái xe này quý vị chạy xuống đây là phải chạy lên kêu quay đầu. Ơi. Ơi. Cô. Phải chạy lên kêu quay đầu mà hả chạy ngang cái là thấy à. Quay đầu lại là thấy nhà xong bao rồi. Rồi Liễu. Rồi lúa sao? Để con khiên cho, con khiên cho. Cầm đi đó, cầm đi. Nhầm giống. Đây. Trời ơi, cái bụi chuối này. Quá trời ơi. Hôm nay hâm cho dữ lắm rồi mà chưa tới già nè. Nói không, phụ chưa? Dữ rồi. Bụi chuối cầm được 30 kg. Ổng bỏ ở ngoài xe luôn đi. Từ từ. Khi bụi chuối về sao khiên gái nổi không thần. Quá trời bụi chuối rồi. Rồi vậy khiên cái đẹp không nổi rồi nghe. Cái đẹp tới 40 kg lận. Để hứa rồi cho chú Kha rồi kìa. Ai hỏi? Người ta hỏi là mua ha. Không có đi. Không có chú Kha ơi. Hữu sinh mà tôi có cho đâu. À người sinh mà cũng không cho. Nếu như người ta mua cô cho không? Không bán không? Dạ thúi à. Hả? Dạ thúi. Đâu có chứ già này cũng được lắm chứ không dạ thúi đâu. Có 5 ngàn nãy hả? Nhưng mà ví dụ như bây giờ buồn chuối này tao mua 500 ngàn mà cô bán không? Không. Hứa cho con rồi phải không? Ừ. Bây giờ cũng xuống hoài đúng không? Con chú này cỡ nhiêu ký ta? Con chú khoảng 30 ký. 30 ký. Chú già nặng. Đứng đâu Liễu? Lúa mừng rồi quý vị. Đi chơi hả? Lúa của gia đình nếp chứ. Cô chồng nếp mới cắt. Làm nếp rồi nào? Năm chuyện quá tàu hôm qua rồi. Vậy đó hen, giờ bán được nếp là đi mua tủ lạnh luôn. Đi mua luôn. Quá ngon luôn, nhà có tủ lạnh là ngon lành. Hình như là nhà mình giờ đâu còn thiếu gì. Có tivi nè, rồi kéo wifi, rồi cũng có tủ lạnh. Con chỉ thằng Tấn mấy mẹ. Ráng mong mùa sau mình khá khá mình mua bàn ghế thêm nè, đám giỗ cha đồ khỏi mượn. Vậy đó hen. Với làm đám sinh nhật cháu ngoại thì nữa. Thôi nôi. Nói mẹ nó có mời chú Kha đồ không? Chứ nói không có ổng à. Ổng là giờ cha nuôi đúng không? Con chị Liễu mà rồi. Nhắc cha nuôi mới nhớ chưa đem quần xuống nữa. Quần làm vậy? Quần dắt sữa. Hả? À? Thôi coi con Tấn nãy. Ở lấy quần Tấn dắt cũng được. Đây chú Kha, bây giờ bỏ vô coi cút xe đi. Dạ chút đi cô. Chút mình lấy cái dao mình chặt ra. Chứ này thì cũng về chia người nãy chứ mà thật sự ra con nói thiệt với cô á, cô cho á mà con không nhận á thì cô buồn. Có rửa không? Không. Bây giờ cái đồ lạnh đựng gì trong đó? Nước rửa không à? Vậy hả? Có đổ nước rửa nó không? Không rửa, ta chở vô tới nhà luôn à. Vậy đó hả? Chở tới nhà luôn. Mua bữa nay hay hôm nào? Tấn hôm vợ đi rồi. À, mua ở bên chợ lớn hay là mua ở đây? Xin hộ á. À vậy đó hả? Chị cắt bảo thằng sập mua điện thoại có ta còn rửa điện thoại tôi lạnh bằng kia rửa. Ừ, cái áo này áo về đúng rồi nè. Hôm nay coi vụ cái áo mà lũ bu hết biết luôn. À rồi giờ tôi bắt nó hút qua 20 dịch cho tàu. Rồi giờ tôi hút qua dịch chim nữa để nuôi thả bẫy nữa. Dạ. Nuôi để dành ăn thịt nó cô hả? Nó qua vậy đó. Đám
mua để hờ có khách đồ làm đám rồi. Trời ơi, Kha nó xuống, mỗi lần nó xuống là cho đồ mua nuôi con này mốt xuống cho dịch nữa báo nữa. Chứ mày mốt mà dịch lớn xuống cho dịch nữa đó. Có gì cho hết đi. Chú cây á, cho dịch kèm theo cây chú cây. Dịch phải có chú cây. Này nếp bán rồi, đi mua giống khác đó. Giống này giống nếp hay giống gì cô? Nếp á. Chế lúa mình không để giống luôn hả? Bán thêm tổ không tổ kịp mất mưa luôn á, từ đâu? Không kịp mất mưa luôn hả? Ờ tin. Tới giờ này là chưa cắt luôn á. Chưa cắt tu luôn. Mất mưa. Cắt mấy cắt ly hợp ha. Nó vào mất mưa luôn. Rồi đó mất mưa luôn. Này, vậy thì cổ qua tôi à. Bán ké không vậy? Bán ké luôn. Được nhiêu công cô? Ổn công được nhiêu dạ cô? Tôi muốn đành nữa. Mấy triệu á. Công được nhiêu dạ biết không? Tôi giấy cho cô luôn. Nghe luôn à. Má dữ luôn. Không có biết công được nhiêu dạ nếp không? Không. Để liệu nó lấy nó cắt. Tại có ghi giấy mà. Liệu ta biết chữ mà. Làm gì có ghi giấy ta? Cắt lúa mà ghi giấy gì? Ờ, có muốn bán mới biết á. Rồi em lộn nha, em không biết chạy đâu à. Ủa, không biết. Không chạy đâu. Ừ. Đọc thử coi. Đọc cho ta biết mình biết chữ hay không. Đọc nhiêu cái nhiêu tiền. Đọc bán. Biết chữ. Không biết chữ, không biết số không? Không biết chữ mà anh Kha ghẹo hoài. Biết số không? Tổng cộng là 14.303.000, phải không? Chính xác không? Thấy coi coi nhiêu ký lúa, được nhiêu ký. Tổng cộng số ký á. Mình tính ra được coi công nhiêu. Ghi tùm lum đây không có nhớ, nhưng mà chỉ biết ghi tiền thôi. Tính tiền nếp nếp chứ không phải lúa. Ừ, nếp. Mà nếp mà. Nhưng mà nếp mắc từ theo lúa à. Ờ. Bán mắc hơn à. Thì 14 triệu mấy chứ câu lời được mấy triệu vậy? Chùa 3 bao nữa. Nói chung là nông dân mình làm lúa là nữa đó. Làm lúa thu nhập rất là thấp. Tại vì gia đình tôi có bằng lúa tôi biết mà. 3 tháng hơn 3 tháng mấy? Không có nhiêu tiền chứ. 3 tháng lợi mười mấy triệu là có lý rồi đó. 3 công ruộng à. Ba công mà nên là lời đâu có được nhiều. Rồi. Một mẫu không là 3 tháng vậy đó là lúa là nếu mà bình bình ha là tháng là lời có mười mấy triệu đó. 14 triệu mấy? Trừ khi lúa trúng mới có lọt hai mấy được, trúng lúa trúng giá mới lọt hai mấy triệu được. Đi đi đây tiền nó giờ đâu? Trả tới tiền phân rồi. Tiền phân trả hết nhiêu? 2 triệu. Trả tiền gạo nữa. Rồi vậy đó, gạo cũng còn má. Không có, không mua cho trả thiếu trả đó. Cho điều tra mới được, gạo còn ngồi đây ngồi đây đi, ngồi trong đây. Ngồi xuống tâm sự đi. Út quay. Mua thiếu quá ăn ngang rồi rồi. Chưa chết. Chịch bên, chịch bên. Lúc mà chú chưa mất là có mua thiếu gạo người ta, đến bây giờ mới trả. À. Con gạo kia còn cả nhóc. Trả tiền thân, tiền thuốc. Còn tiền gạo. Xong rồi mua tủ lạnh. Còn hết luôn. Còn dư được nhiêu? Trả tiền con ta để tiền trả tiền mấy cắt. Trả tiền mấy cắt. À, trả tiền mấy cắt nữa. Trục nữa. Rồi cuối cùng mình còn dư được nhiêu? 2 triệu. Gì số 2 triệu à chị? 3 triệu. 3 triệu còn dư mất rồi. Bỏ nhà kìa, đưa ba giữ. À, cuối nói chung là tính hết là còn được 3 triệu. 3 triệu, đưa ba giữ, đâu đâu tính giữ đâu. Ủa, sao em không giữ đi? Đâu đâu, bả đâu đưa đó giữ. Mà nếu mà mẹ đưa em giữ không? À. Của mẹ ha. Của bà Thái Y Tứ à. À vậy đó hả? Bán nếp rồi với... Bán cắt lúa mà bỏ, thôi bỏ tụi rồi. Bây giờ Tứng nó đi ăn nếp rồi đó, chú Kha. Hỏi bác này coi có không? Bỏ luôn á, kêu mấy ăn mày cắt giùm á. Nãy giờ nghe tin là mình làm lúa rồi cũng mua được cái tủ lạnh, cũng mừng. Nên là chiều nay mình rửa tủ lạnh nha cô. Phải rửa à, mà có biết rửa tủ lạnh như thế nào không? Không rửa đâu. Rửa đi, mua đồ mới thì phải rửa chứ. Rửa rồi. Tính nó rửa. Rửa bằng cách nào, ví dụ? Nước vô đây là nó rửa rồi. Nó vậy là rửa tủ lạnh đó ha. Một nước vô rửa à. Cô nói là sao chứ hả? Ông sạp mua điện thoại này nó ngửa cả thùng bia đó. Ông sạp nói đó. Cô không có hiểu được là cái tủ lạnh đó. Ông chuyện qua. Ông ý này nè. Ý nói rửa tủ lạnh á là mua đồ về ăn tiệc á. Chứ không phải là đổ nước vô rửa. Để sẵn gì vậy? Rồi, nói nghiêng coi kìa. Liệu. Vô đây coi. Quá sang nghiêng luôn. Nhà tắm là không nóc cũng không cửa luôn. Cô khai dịch kìa. Cũng chuẩn bị chuyện sắp tới hết rồi ha. Kế hoạch rồi chứ. Cô cho mấy con chó đó ha. Ừ. Mấy con chó con bữa đẻ đó ha. Ừ. Sống nuôi nó cô, tội nghiệp nó. Hai bầy lần hả? Hôm nay sao? Hai cưng chó kìa. Cái bầu càng ngày nó càng to rồi em thấy em sao? Khó chịu không? Hả? Không. Bình ngồi dễ vậy coi, đứng đi coi. Nói chuyện. Mất cưng chó rồi. Hả? Cái mà vui tức
Chó mập con Tấn. Cái bụng càng ngày thấy là biết con trai rồi, thấy không? Tốt lành vậy, tại khi trở đi siêu âm nên tôi biết con trai. Nhiều lúc thì đẻ mấy con mà. Rồi có dự định đặt tên con gì chưa? Chưa. Quay mặt để coi. Đây nè. Hả? Chưa. Chưa hả? Mà thấy con tên gì đẹp? Dạ. Con chó này nó khôn lắm nha. Chó Tấn thằng Tấn đi mặn chui về biết không? Nó ngoài lỗ chờ. Nó nằm ngoài lỗ á, đợi thằng Tấn về mới vô. Vậy hả, tội nghiệp chưa? Ừ. Con chó đó đó. Khôn quá. Cháu cục của nó. Cái gì cục vàng chèo? Vàng chó. Cục vàng, vàng chó. Hả? Trời vàng chó. Nghe cục chèo của nó hết hồn. Cục vàng chó. Cục vàng mà cục vàng chó. Cục vàng chó con Tấn hả? Ờ, vậy đó, ê, ê. Hôm nay em có cái tivi rồi phải không? À. Rồi em có lên mạng em coi anh đi qua Bu Kiều không? Nó lên hình mà. Thấy không? Thấy sao? Nó tháng 5 giờ mới nói thức rồi. Chứ còn chú Phát còn dừng thức rồi. Chú Phát còn ngủ. Vậy đó hả? Rồi sao? Hai em nấu cơm chưa chín gì á. Chưa chín. Rồi rồi. Có ai? Sáng để mẹ nó đi đâu có tiêu rồi. Vậy nè. À. có vợ chồng khờ đi theo không? Có vậy á. Có luôn nha. À. Kêu chửi quá trời chửi quá. Chửi ai? Chửi ăn chồng khờ, vợ khờ á. Vậy hả? Chửi sao? Hai em đi qua hoài. Qua hoài hả? Ừ. Ủa mới qua có một lần một mà. À, chẳng kêu gì chưa? Về giờ đó, về giận ăn kêu giận cái gì á? À, ăn kêu giận con Thanh ha. Con Thanh á. Nên là kêu chửi luôn. À. Mà có chửi không trời? Nên thằng Hình nó chửi luôn mà. Đâu có chửi đâu. Ai chửi? Mà chửi sao? Chửi sao? Chửi sao? Kêu mà nên tiếc. Vậy đó hả? À, giận lưới vậy đó. À, em có nghe là con à, kêu chắc cái khúc kêu ngoài đi á. Cây cầu nừng không? Cây dừa. Cây cầu nừng. Cây cầu nừng. Mà em nghe kêu cá chưa? Lên thằng Hình mà. Vậy hả? Hay không? Hay. Hay. Kêu có ca đúng hay đâu. Quay nè. Chừng sọc cái sào. Rồi em hát hay không mà em chê người ta là hát không hay. Kêu chục tiếng mới nghe. Vậy hả? Qua bu á. À. Nên hình đúng không? À. Ê. Thấy bu gì vậy rồi có nhớ không? À. Nhớ kỷ niệm lúc qua bạn chơi không á chứ không phải gì. Nhớ không kỷ niệm gì đó. Không nhớ gì luôn hả? À. Kỷ trời. Không kỷ niệm chắc á. Sao mà nghe xong mà nghe nếu mà nói câu đó ăn buồn nghe buồn lắm á. Ừ, kỳ nó buồn. Kỳ trời nói thẳng như vậy. Người dân nước lạ mà hả? Ừ. Thật quá. Không, nghĩ sao nói vậy? Ừ, chân thật quá. Nhưng mà thật ra nè Kiều, ủa Liễu. Cái này nói là bu trong bụng buồn, ủa nói chung là bu còn nghĩ đến em á, không phải nha, tại vì mỗi khi mà nhắc đến tên em á là cái cảm giác của bu nó khác dữ lắm. Chắc làm vợ mấy thằng kia vậy, chú nhìn vậy hết rồi. Còn chú Thắng kia chú này còn ngủ gì á. Vậy hả? Vậy mấy quỷ được gửi đâu có tiêu, còn hai người còn ngủ. Vậy hả? Ừ. Hên chừng hình hôm nó còn... được gửi nào? Chú Thắng nha, chú nhiệm á. Được Thắng nha. Ờ. Thắng vậy sớm chú Thắng nha, chú nhiệm vậy sớm á. Mấy được gửi. Thắng được gửi, đâu tiêu cho bạn. Con chó ngồi kìa. Thấy thương không? Cái gì? Con chó ngồi kìa. Cục vàng của con Tấn, cục vàng chó của con Tấn. Cục vàng con bự của nó đó, hả lưỡi à. Ừ. Ra ra ôi trời, Tấn mới về mới vô á. Chó này có miếng bớt. Với lại anh nghe mấy người mà lớn tuổi á, những người mà từng mà sanh con đông á, là trước khi mà ngủ thức dậy là dỗ cái lưng vậy nè. Em có dỗ không? Kêu mẹ truyền kinh nghiệm lại cho. Thiệt luôn á nghe. Với lại như nếu mà có thời gian mà rảnh á, đi vòng cũng như mình thể dục vậy đó. Đi để sau này cho sanh mau. Đi trong nhà không à? Ừ, rồi bây giờ có chuẩn bị tiền bạc gì sanh chưa? Chưa. Trời ơi, bán lúa rồi nè. Bán lúa nó không đủ cha nợ thôi nữa. Trời ơi, làm gì làm cũng phải lo tiền sanh đẻ chứ. Bây giờ không ai giúp rồi kìa. Không đủ cha nợ sao có tiền mua tủ lạnh? Ừ. Tiền Tấn mua. Quấy đất á, trời ơi, khổ thiệt. Nói chuyện mà cứ nhìn đâu không à. Rồi sao đây, tính sao? Đi đâu? Trời ơi. Tới đâu tính tới đó hả? Chứ tính ra Liễu coi vậy chứ hiền ha. Ừ. Nghĩ sao nói vậy? Nhiều người cũng nói là Liễu hổn chứ thật ra Liễu rất là hiền. Mà vui nhất chứ. Là cũng khờ nhiều quá chứ. Thương. Cũng nhiều. Khờ hơn con Kiều nhiều luôn. Ừ. Cái tháp hôm đi đâu đâu biết tiền bạc gì đâu phải không? Cái tủ lạnh mà tới 50 mấy triệu mà đâu có vừa gì. Mới đầu 2 mấy lên 5 mấy. Ừ. Còn 2 triệu luôn. 2 triệu luôn. Thế chỗ là đâu rửa đâu. Không rửa. Chú là không rửa. Vô nước lá không à. Thôi, hiểu luôn không? Sẵn thôi anh Kha giải thích vụ rửa cho Liễu nó hiểu cái coi. Cái rửa gì sạp đâu. Không rửa nhưng sạp đâu. Rửa nhưng sạp là sao? Tốt tiền hay sao? Tốt tiền chết. Vậy hả? Vô đó uống rồi. Vô đó uống à. Rồi
Dán đó chị, không mua đồ ăn, tức mua đồ ăn nó bập bờ. Cái gì bập? Thảm mua đồ ăn bây giờ vài bữa nữa anh chở em đi qua thăm con Kiều với Bu, chịu không? Thăm đừng về, thăm gặp nó đi rồi về đi đẻ. Chịu không? Sao hả? Dù sao rồi mà cũng bạn bè mà. Đi mệt quá. Hả? Để cái tay xuống quay mặt qua đây coi. Nói gì không hiểu gì trơn hả? Có bầu đừng dở cao tay lên vậy. Đu đu vậy. Không đi điển chim ỉa không à. Kêu gì điển chi điển đi. Để cái tay xuống. Lông nách tà le kìa cô nương ơi. Chim ỉa không à. Với lại mình phụ nữ nè. Này cũng chuyện tế nhị nhưng mà anh cũng phải giống như anh chỉ em á. Phụ nữ đừng để lông nách cạo đi nha. Tại vì mình biết cạo không chỉ khơi đức không biết không biết trời nhổ. Tại vì mình mặc áo này nè, cái cổ rộng nè, em ấy thấy lông nách nó kỳ không nhổ vậy là coi nhổ rồi đó. Nhổ cũng được nữa thì nhổ cũng được nữa mà đừng có để nó ra nhiều nó kỳ á. Nhổ hiện đau chẳng thà đau có nhíp mà cạo chuyên nghiệp của ta nhổ chuyên nghiệp rồi mình cũng biết được mấy chuyện đó cũng đỡ. Chị hát chim ỉa không à? Chim ỉa không à? Gì đâu chim ỉa kìa. Dạ được rồi cô. Trời ơi cô cho ghét mấy món không còn gì luôn để ăn luôn. Cô cho ghét con mang tiếng dữ lắm. Nói là con xuống là có đồ. Thì cô gì đâu. Mà cắt cố bỏ luôn. Đi vô đây nè, vô đây có công chuyện chút xíu. Đi vô. Cái chuyện gì nữa? Chuyện đặc biệt lắm. Mỗi lần ra xuống đây là không lẽ ta xuống không. Phải có công chuyện mới xuống đó. Rồi hôm nay nè Liễu đây. Hôm nay mình đi vệ sinh là mình có đi ở ngoài hay là mình ở đây? Mình Liễu á. Hôm nay là vẫn đi ở đây. Sợ cái câu mà thằng tướng nói là đi ra ngoài sợ gặn lọt nhỏ sợ dưới ao đó phải không? Đúng rồi. Nên là em nghe nói vậy. Ở đây. Nè, đi đâu hả? Ở đây Liễu. Đâu trời. Rồi quay mặt ở đây. Ở đây sao nói chuyện. Phải không? Mà nói gì nói chứ đâu đến nỗi dữ vậy. Nó sợ nói mẹ ở nhà chừng ông dỗ thằng Dương cả bà con với ông chồng tôi nói nha chị lại chơi chút gì nó thôi tôi sợ ông Liễu đi sợ đi ngoài cầu đó ha. Rồi gặn lọt nhỏ dưới ao với tính nói mẹ bà rất ở nhà nè bà đừng có đi đâu hết. Nhưng mà đụng vậy cô. Đây, đi ra đây. Cô qua đây. Cái nhà tắm của Liễu. Nhìn đó, nghiêng nghẽo. Quá sang nghiêng. Màn này là cái cửa. Ở đây là cái cửa sau này quý vị. Nó phải đi qua tới bên đây. Đó, đi như thế này mới ra tới nhà cầu kia nha. Không có dép đi đây ớn quá. Đó, ngoài đó đó. Khi ra tới đó mới ra tới nhà cầu. Mà cái nhà cầu thì cái nhà cầu tiêu miền Tây. Cầu tiêu miền Tây đơn sơ như thế này đây. Rất là khó, rất nguy hiểm ha. Ban đêm mà không đi đường nó gặp gần như vậy nguy hiểm. Để có bầu nữa. Vệ sinh là đi cái nhà này đây ha. Liễu. Nhà tắm này. Nhà tắm này đâu có cái bồn cầu đâu mà đi. Tắm đâu có bồn cầu. Đi cái lỗ đó đó. Cái lỗ đó để gì? Thì bởi vậy. Rồi em đi xong rồi em tự em dội nước ha. À. Dội ra cái ao đó. Ủa cái này có đam móng ngoài hay gì? Có đam móng. Trời ơi cái lỗ tí teo vậy sao ngồi đi. Bởi vậy. Đây quay cận cảnh chỗ cái nhà vệ sinh Kiều của Liễu đi nè. Nè. Cái lỗ chút xíu này nè Liễu. Cái lỗ đó là cái lỗ thoát nước mà đi sao được. Thì cái lỗ này á là cái nhà tắm để cho nó thoát nước thôi. Mà kẹt quá thì Liễu đi bằng cái nhà làm lấy cái này làm nhà vệ sinh luôn. Mà cái này nó nghiêng quá trời rồi. Mà bình thường thì cô đi ngoài kia hay gì cô đi cầu cá hay gì? Bình thường á. Có Liễu thì sợ ra ngoài sợ đẻ em bé lọt xuống không? Cho nên đi đây. Đi gì sao đi được cha. Cái lỗ thoát nước mà đi gì? Bởi vậy. Thì hôm nay con xuống đây con báo tin gia đình nghĩ là chắc nghe cái tin này cũng rất là vui. Liễu em đứng sao này. Quay lại coi Liễu. Sao mà em cái hay qua chỗ khác vậy? Sao cái chuyện kia em không ngại mà cái chuyện này em ngại? Quay nếu đi. Mà chuyện kia em ngại em sợ thì em đâu mang ba lô đúng không? Vậy cứ né mà ảnh hoài. Né máy hoài đứng quay lại đây coi. Khổ thiệt chứ. Nhìn đó coi. Lúc ra nhìn mặt đẹp gái dữ trời. Không thật ra có bầu nhìn đẹp hơn lúc mà còn nhướng. Nhưng mà nhướng lại coi.
nhớ mà sao sau khi xanh đừng có nhướng chỗ đó nghe. Em nhướng chỗ đó mấy ông kia ông là có chuyện với em nữa đó. nhìn thẳng máy này nhớ lại liệu. Ôi mày ơi, có rồi đẻ à, tính điện cho mày giờ mày giờ đi thăm nói gì? Chưa mày ơi. Cưng nhỏ này. Dạ. Rồi thì hôm nay con xuống đây. À, con báo tin gia đình mình là chắc cũng rất là vui, là tại vì thấy Liễu mà đi vệ sinh đó, mà đi bằng cái nhà tắm này, mà cái nhà tắm này là chỉ tắm thôi chứ không bao giờ mà đi vệ sinh được. Cái lỗ chỗ xíu thoát nước mà. Với lại biết gì không, đi riết nó hôi lắm chịu không nổi. Mà đi nó thấm vô đó. Đi nó đậu lọt xuống đó được rồi. Thấm vô đó hôi dữ lắm luôn á Liễu. Hôi dữ lắm luôn, mà nãy anh vô chút xíu mà chịu không nổi luôn á. Nên là chị Trang á, chị Trang này nói là biết rồi phải không? Chị Trang nó nhau Na Uy với ai? Ừ đúng rồi. Chị Trang Na Uy. Em bấm cho chương hình đó đâu? Chị Trang cho cái chương hình đó. Chị Trang ở Na Uy á sẽ hỗ trợ tặng cho em cái nhà tắm, ủa cái nhà vệ sinh. Nằm cầu. Hả? Nằm cầu. Nhà vệ sinh chứ không phải là bồn cầu ha. Là chị Trang sẽ tặng cho em cái nhà mà để em đi vệ sinh á. Đi nó sạch sẽ hơn chứ đi chú về thấy nó quá trời, nó dơ luôn rồi, nó hôi chịu không nổi. Nắng mà cái này mà nắng thật lên chịu không nổi luôn á, nó hôi nó rút vô đó. Cái này là đi giác trưa rồi nắng chang chang rồi ngồi chị sao nổi, đâu có cái nóc đâu nè, không có nóc. Này sao xương. nghe tin vậy là sao, vui hay buồn hả? Vui. Cô vui không cô? Vui. Trời. Vui sao cô, sao mà vui? Chú nói vậy đó. Tôi nói vậy đó thì tôi vui vậy đó là sao? Cho làm cầu mừng cái gì? Cho làm cầu mừng chứ gì? Mà nếu mà làm á là làm ở đâu? Thì cái này là đập bỏ này, cái này nó bị nghiêng quá rồi. Em biết ai làm không? Thằng Nhất làm á. Thằng Nhất là ai? Thì cái này ha. Hồn nè. Thôi bây giờ mình đập bỏ cái đó đi. Này, nếu mà làm là cô tính làm ở đâu hay là làm bên đây? Làm cái góc nào, cái góc nào cái đó thì mình đem bàn gia đình làm cái. Ừ. Đợi anh Tứng này kia rồi về bàn lại cái. Thì làm cái chỗ nào á cho nó tiện cái đường đi cũng dễ nữa. Đó, thì cái phần mà làm nhà vệ sinh cho Kiều á, ủa Liễu á, là Trang ở Na Uy tài trợ 100%, cũng như là cô cũng lớn tuổi rồi nè. Đó, nhiều khi ban đêm cô đi vệ sinh trời mưa gió đó, cô đi ra lúc ở ngoài đó đó là cái đường cũng rất là khó đi, trơn trượt này kia. Nên là con nghĩ mà mình gia đình mình được có cái nhà vệ sinh thì nó rất là tốt. Nếu mà xây kết nối liền được với cái nhà luôn hay lắm. Sau này ở trong nhà đó khỏi cần mở cửa đi ra ngoài. Nó tiện. Sao được cái nhà nhỏ xíu mà sao làm? Có nghĩa là làm bên ngoài, mình mở cửa ra. Mở kìa cửa dính liền vô nhà. Nó đập rồi hả? Ừ, đập cắt cái cửa chứ có gì đâu. Thôi cái nhà này mình cắt cái hoặc là luôn. Hoặc là mở cái chỗ này nè. Mở cái chỗ máy to này nè. Không, thường thường mà làm nhà vệ sinh gần cái chỗ nấu cơm của hút góc à. Nó đằng kia. Nó bên đó. Bên đó là cái phòng con Liễu nằm mới. Có ngay đường đi của trong cái tu lạnh qua nè, mình mở cái cửa chỗ này làm nó liền ra là nó tiện cái vấn đề mà mưa gió ban đêm nè, với lại ban đêm đi ra. Sau này cô lớn tuổi rồi đó. Sau này cô lớn tuổi cái cô đi ra đi vô nó khỏi đi ra ngoài dễ. Với lại mở cửa ban đêm cũng không tốt. Tối nó mới về thằng Liễu xanh đẻ đi vô qua cũng gần. Tối đi chơi nó tối mới về làm. Mà không biết cái nhà này hồi xưa là thợ thay xây như thế nào, sợ mình cắt cái nó sụm luôn á. Nhất không biết nữa. Cái này nhất mần nè. Ý con nói cái nhà này nè, hồi xưa mình làm á. Nhất mần luôn đó, nhất mần luôn, thò mần. Cái này cũng kêu nhất luôn hay gì? Đâu có. Kêu chết rồi. Chết rồi. Ủa gì hả? Chết rồi. Bệnh gan gì đó. Vậy đó hả? Nhậu gì đó. Nhậu gì đó. Dạ. Bao giờ vậy nhá. Mổ gì đó. Mổ phơi đó. Để vô cuộc con ngoài á. À, chắc bị đường đại tràng quá. Rồi rồi em có cảm ơn gì chị Trang không? Cảm ơn chị Trang. Cảm ơn sao? Là quá tài. Vậy hả? Rồi gì nữa? Gì đó. Gì đó. Cô. Ừ? Sao cô? Cô có cảm ơn gì cô Trang không cô? Cảm ơn chị Trang. Nhìn đấy nè cô, nhìn đấy. Cô kêu bằng cô Trang đi, đừng kêu chị. Cô Trang cho mừng. Cho mừng gì? Xúc động. Cầu. Mà cho mừng cầu. Xúc động nữa. Hôm bữa TV cũng xúc động, nay nhà vệ sinh cũng xúc động. Rồi rồi con đem buộc chú về, cô có xúc động không? À, không. Cho rồi không đòi nha. Ai mà đòi không? Rồi thì một lần nữa thì rất là cảm ơn Trang ở Na Uy đã tặng cho gia đình Liễu một cái nhà vệ sinh. Thì hôm nay mà khi mà mấy anh em đăng cái nhà tắm của Liễu lên thì cũng rất là cộng đồng mạng nó xem á. Ai cũng nói là muốn cho Liễu được có cái nhà vệ sinh để
đi vệ sinh cũng dễ dàng, cũng như là cô á, là mẹ của Liễu á, ban đêm đi thì cũng không còn đi ra ngoài lúc ngoài đó nữa. Nên là hôm nay mà gia đình Liễu được cái nhà vệ sinh thì hình như là chắc là khán giả cũng rất là mừng lắm đây. Coi đây nè Liễu. Cũng rất là cảm ơn em đã giúp gia đình của gia đình em Liễu. Chúc em và gia đình mình được nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc, cũng như là Minh Kha cũng thay mặt những anh em làm thiện nguyện ở đây. Cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, quý khán giả trong suốt thời gian qua luôn đồng hành cùng kênh của những anh em. Những anh em xin chúc tất cả mọi người sức khỏe bình an, ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ mình chào mọi người đi. Chào rồi, mà vài ngày nữa là mình có cái nhà vệ sinh rồi ha.